Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Xiaomi các bạn ha. Thì chúng ta cùng xem Xiaomi trong ngày lễ độc thân này sẽ có chương trình khuyến mãi và ưu đãi gì đặc biệt không các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào ở đây là chúng ta sẽ có con Mi Watch của Xiaomi các bạn ha. Con này thì giá là 3.490.000. Hiện tại là đang được giảm 600 và 500, tổng cộng là giảm được tới 1.1 triệu các bạn ha. Đây, Mi Watch, đồng hồ của Xiaomi. Thì chiếc Mi Watch này hiện tại thì nó có tính năng là đo nồng độ oxy trong máu nè, tự động phát chế độ tập luyện, tính lượng calo tiêu thụ luôn. Nó sử dụng tầm khoảng 16 ngày các bạn ha, thông báo cuộc gọi và tin nhắn, nhưng mà không có nghe gọi được trực tiếp trên cái đồng hồ này nha. Rồi, Xiaomi Redmi 10 phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB, giá là 3.990.000. Hiện tại thì nó sẽ được giảm thêm 2% khi các bạn mua sản phẩm bất kỳ có giá cao hơn và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Đây, Xiaomi Redmi 10 các bạn, thiết kế rất là đẹp luôn bạn ơi. Trong phân khúc giá rẻ mà cấu hình cao, camera sao đến 50 megapixel luôn. Rồi selfie 8 megapixel. Ngoài ra thì Redmi 10 này sẽ có phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có Xiaomi Redmi Note 10 S. Con này giá là 6.490.000. Đây, Redmi Note 10 S. Con này thiết kế mỏng các bạn ha. Con này hiện tại thì nó màn hình là 6.43 inch, Full HD LED ha. Nó chạy con chip là Mediatek G95, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, 4 camera phía sau với camera selfie là có camera chính là 64, phụ là 822, selfie là 13, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 33W các bạn ha. Giá 6.490.000, hiện tại hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Khi bạn mua hai sản phẩm cùng kỳ, nó kỳ có giá cao hơn thì giảm được 3%. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có tiếp theo là Mi Note 10 Pro phiên bản RAM 6GB, giá là 6.990.000. Con này thì hiện tại hỗ trợ trả góp 0% lãi suất các bạn ha. RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, chạy chip Qualcomm 732G 8 nhân, camera chính lên đến 108MP luôn các bạn, khủng không, quá khủng luôn. Phụ 8, 5 và 2, selfie thì 16MP các bạn ha. Đây, camera đây. Pin thì 5020mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 33W với cổng sạc Type-C. Ngoài ra thì cái con Mi Note 10 Pro này nó sẽ có thêm một cái phiên bản là RAM 8GB các bạn, giá tầm khoảng là 7.490.000 á. Quá đẹp luôn bạn, rẻ mà cấu hình lại cao nữa. Rồi, tiếp theo sẽ có một mẫu rất là mới của Xiaomi, đó là Mi 11 Lite 5GNE. Con này là giá 9.490.000. 11 Lite 5GNE, đầu phiên bản nâng cấp của 11 Lite trước đó các bạn. 11 Lite trước đó thì chỉ sử dụng 4G thôi, này thì mình sẽ sử dụng được 5G luôn. Máy thiết kế không khác gì chiếc 11 NE luôn. Rồi, đi vào cấu hình thì con này hiện tại là tiêu khuyến mãi thì hiện tại là hỗ trợ trả góp 100 lãi suất thôi ha. Này, cấu hình thì nó màn hình là 6.55 inch Full HD LED, nó sử dụng chiếc Qualcomm là 778G, sử dụng được 5G ha, 8 nhân, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, pin 4250mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33W, camera chính là 64MP các bạn ha. Camera chính này 64MP và hai camera phụ là 8 và 5, selfie thì 20MP các bạn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có Mi 11T phiên bản 128GB, giá là 10.990.000. Mi 11T. Wow. Đây, cầm camera. Thì Mi 11T này hiện tại nó đang có chương trình khuyến mãi là các bạn mua sẽ được giảm giá 500.000, áp dụng từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 ha. Tặng thêm cái bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng. Cộng thêm là bảo hành chính hãng là đến 24 tháng các bạn ha. Giảm 5% khi mua sản phẩm bất kỳ có giá cao hơn. Hiện tại con này để sử dụng là con chip là Mediatek thì MediCity 12008 nhân. Con này sử dụng được 5G các bạn nha. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB.
camera chính lên đến là 108 megapixel và hai camera phụ là một camera 8 megapixel và một camera 5 megapixel. Đây cộng camera đấy các bạn. 108 megapixel quá khủng. Camera selfie phía trước này thì 16 megapixel nha. Rồi pin thì 5000, hỗ trợ sạc nhanh lên đến 67W, quá khủng các bạn, sạc cực kỳ nhanh luôn. Rồi Mi 11T này thì hiện tại thì nó có thêm cái phiên bản là 256GB các bạn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có Mi 10T Pro, con này thì ra cũng khá lâu rồi các bạn ơi. Mi 10T Pro đây. Thì hiện tại con này giá là 12.990, nó tặng cái gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng và bảo hành chính hãng 24 tháng các bạn. Thì con này RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB, pin 5000 và sạc nhanh 33W, selfie thì là 20MP, camera chính thì lên đến 108MP các bạn ha. Nó xài chip Qualcomm là 8658 nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta có ở đây là Mi 11, một chiếc máy trong phân khúc giá cao cấp của Xiaomi. Đây Mi 11. Mi 11 này thì hiện tại giá là 21.990.000. Hiện tại các bạn mua sẽ được giảm trực tiếp là 2 triệu, giảm thêm 5% khi các bạn mua một cái sản phẩm bất kỳ mà có giá cao hơn. Bảo nó tặng sẽ tặng cho các bạn cái gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng nha. Thì con này thì màn hình 6,81 inch 2K cộng, chip là Qualcomm 8888 nhân và cái con này là sử dụng được 5G nha các bạn. Mi 11 này sử dụng được 5G, RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB, camera chính là 108MP, selfie 20, pin là 4600 và hỗ trợ sạc nhanh 55W. Wow. Quá khủng. Giá 21.990. Rồi cuối cùng thì ở đây chúng ta sẽ có cái con Mi Band 6, giá là 1.290. Các bạn mua sẽ được giảm 300.000. Đây chiếc Mi Band 6 đây. Dòng đeo tay các bạn có thể tập luyện thể dục thể thao ha. Đo nồng độ oxy, mức độ tiêu thụ calo, thông báo cuộc gọi, tin nhắn. Ngày pin thì các bạn sử dụng sẽ được tầm khoảng 15 ngày các bạn ha. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Xiaomi các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn về sau. Bye bye.